Theo con số từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số nhân viên y tế ở thành phố chỉ đạt tỷ lệ 2,31 người trên 1 vạn dân, thấp hơn số trung bình cả nước là 7. Vậy nên Sở Y tế cũng đã đề xuất những chính sách nhằm tăng cường lực lượng cho trạm y tế cơ sở cũng như hạn chế tình trạng bỏ việc của nhân viên y tế làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch. Gần 1.000 nhân viên y tế cơ sở đã nghỉ việc. Những người còn lại cũng đang trong tình trạng căng thẳng vì giải quyết một khối lượng công việc trong công tác theo dõi, điều trị, chăm sóc F0 tại nhà cũng như các chương trình y tế cho người dân. Vậy nên, tăng cường lực lượng và chính sách hỗ trợ là những yêu cầu hợp lý, thiết thực của đội ngũ tuyến đầu chống dịch. Nếu mà có được cái chính sách mà hỗ trợ tốt để cho nhân viên y tế thì sẽ thu hút thêm được lực lượng để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu như trạm y tế chúng tôi để hoàn thành tốt cái công tác chăm sóc F0 sẽ được tốt hơn khi mà có đầy đủ nhân sự, tăng cường thêm nhân sự. Làm thế nào để giữ chân y bác sĩ, tăng cường lực lượng hỗ trợ cho tuyến y tế cơ sở? Đây cũng là một trong những vấn đề được quan tâm nhất ở kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 mới kết thúc trong tuần qua. Theo đó, Sở Y tế cũng đã có những kiến nghị đề xuất về chính sách cho lực lượng tuyến đầu như hỗ trợ thu nhập cho nhân viên y tế thêm 1,5 lần lương cơ bản, khoảng hơn 6 triệu đồng mỗi tháng, điều dưỡng thì khoảng hơn 4 triệu một tháng. Bên cạnh đó là đề xuất sử dụng lực lượng bác sĩ mới tốt nghiệp hay xây dựng trạm y tế theo quy mô dân số. Theo luật thì bác sĩ mới tốt nghiệp phải về các bệnh viện của thành phố hoặc bệnh viện quận huyện để thực hành 18 tháng thì mới được cấp chứng chỉ hành nghề, sau đó mới thực hiện được hành nghề. Thì chúng tôi kiến nghị là bác sĩ mới tốt nghiệp thay vì về bệnh viện thực hành 18 tháng thì về y tế cơ sở thực hành 12 tháng. Xây dựng và tổ chức trạm y tế theo quy mô dân số. Thì như vậy chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề mà rất nhiều đại biểu quan tâm, bà con cử tri quan tâm, đó là cái nhân sự biên chế của các trạm y tế chưa đáp ứng được cái quy mô dân số, đặc biệt là trong cái điều kiện là dịch bệnh bùng phát. Chúng ta sẽ đẩy nhanh cái việc xây dựng và triển khai thí điểm cái đề án này trong thời gian sắp tới. Bên cạnh cái việc trạm y tế cơ hữu thì để trước mắt chúng ta sẽ xây dựng các cái trạm y tế lưu động để chúng ta có thể huy động được các cái lực lượng từ bên ngoài. Tăng tiền hỗ trợ, sử dụng lực lượng bác sĩ mới tốt nghiệp, xây dựng trạm y tế cơ sở theo quy mô dân số. Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước đề xuất thí điểm các chính sách, chiến lược phù hợp với hoàn cảnh thực tế nhằm hỗ trợ lực lượng y tế cơ sở trong giai đoạn khó khăn hiện nay.